ihr Lieben! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es wieder um die Ausdrücke, die man oft im Alltag verwendet. Wir lernen, wie man sagt, wenn man sich bei jemandem entschuldigen bzw. auf eine Entschuldigung reagieren will. Daneben lernen wir, wie man in einem Gespräch seinem Gegenüber zeigt, dass man aktiv zuhört. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Lasst uns anfangen! Entschuldigung. Entschuldigung. Oder Verzeihung. Verzeihung. Hai từ này có nghĩa là xin lỗi hoặc là thứ lỗi. Chúng ta nói như thế này khi mà ví dụ như chúng ta vô tình va phải vai đó và muốn xin lỗi họ vì hành động này. Entschuldigen Sie bitte, ist dieser Platz noch frei? Entschuldigen Sie bitte, ist diese Platz noch frei? Entschuldigen Sie bitte, ist dieser Platz noch frei? Oder Verzeihen Sie bitte, ist dieser Platz noch frei? Wirklich sehr nett, la. Entschuldigen Sie bitte. Oder Verzeihen Sie bitte. Chúng ta dùng để dẫn dắt vào một câu hỏi hoặc là một câu đề nghị một cách lịch sự. Ở đây chúng ta có thể hiểu là xin lỗi ông hoặc xin lỗi bà. Chỗ ngồi này còn trống hay không? Ein anderes Beispiel, một ví dụ khác. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Oder Verzeihen Sie bitte, können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Xin lỗi ông bà. Ông bà có thể nói cho tôi biết, tôi có thể đến bến tàu như thế nào không? Hoặc khi các bạn gây ra một cái hành động sai với một ai đó mà không phải là do các bạn cố ý hay là cố tình thì các bạn có thể xin lỗi như sau. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Chúng ta có thể hiểu câu này là xin lỗi, tôi không muốn điều đó xảy ra. Oder Entschuldigung, das war keine Absicht. Entschuldigung, das war keine Absicht. Xin lỗi, đó không phải là cố ý. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Điều đó làm tôi lấy làm tiếc. Hoặc là khi mà các bạn nhận được một lời mời của ai đó mà các bạn không thể nào mà đến hay là tham dự được thì các bạn có thể từ chối và kèm theo đó là một cái sự thể hiện là mình lấy làm tiếc vì không tham gia được. Es tut mir echt leid, aber ich kann morgen nicht kommen. Es tut mir echt leid, aber ich kann morgen nicht kommen. Es tut mir echt leid, aber ich kann morgen nicht kommen. Tôi rất là làm tiếc nhưng mà ngày mai tôi không thể tới được. Vậy thì khi mà chúng ta nhận được một cái lời xin lỗi của một ai đó thì chúng ta sẽ phản ứng lại như thế nào? Chúng ta có những cách diễn đạt như sau. Schon gut. Schon gut. Schon in Ordnung. Schon in Ordnung. Oder es ist schon in Ordnung. Es ist schon in Ordnung. Chúng ta có thể hiểu là thôi được rồi. Das macht nichts. Das macht nichts. Không sao hết. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Chuyện đó không có tệ lắm. Trong một cuộc nói chuyện để thể hiện là mình đang lắng nghe và có hứng thú với cả cái cuộc hội thoại đó thì chúng ta nên có một số những cái câu để thể hiện được cái sự quan tâm của mình. Thực sự thì những cái câu này nó không có mang nhiều cái ý nghĩa về nội dung, tuy nhiên thì nó cũng rất là quan trọng để mà giúp cho cái cuộc hội thoại nó được tiếp tục diễn ra một cách thoải mái và thân thiện hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng học một số những cái câu diễn đạt như vậy nhé. Das kann ich gut verstehen. Das kann ich gut verstehen. Das kann ich gut verstehen. Tôi có thể hiểu rõ điều đó. Das kenne ich gut. Das kenne ich gut.
Tôi biết rõ điều đó. Wirklich? Wirklich? Echt? Echt? Thật chứ? Nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Không thể tin được. Das wundert mich. Das wundert mich. Điều đó làm tôi ngạc nhiên đấy. Das war bei mir auch so. Das war bei mir auch so. Das war bei mir auch so. Với tôi cũng vậy đấy. Oder das war bei mir nicht so. Das war bei mir nicht so. Das war bei mir nicht so. Với tôi lại không như vậy. Wie komisch. Wie komisch. Thật kỳ cục. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Điều đó thật hài hước. Das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Điều đó thật kỳ cục. Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Điều đó thật kinh khủng. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Điều đó thật tuyệt vời. Wie schön. Wie schön. Thật tuyệt vời. Hoặc là thật đẹp. Da hast du aber Glück gehabt. Da hast du aber Glück gehabt. Da hast du aber Glück gehabt. Bạn đã gặp may mắn đấy. So ein Pech. So ein Pech. Thật là đen đủi. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Tôi lấy làm tiếc vì việc đó. So, das war's. Hy vọng là những kiến thức trong bài ngày hôm nay sẽ hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ những mong muốn nào cho những bài tiếp theo thì hãy đừng ngần ngại cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.